Bản tin cộng đồng cho biết vụ rò rỉ hóa chất gây cháy nổ tại Atwater Village. Sở cảnh sát và cứu hỏa Los Angeles cho biết một vụ rò rỉ hóa chất gây nổ tại nhà máy sản xuất hóa chất của công ty Huntsman Chemical tọa lạc tại Atwater Village vào ngày thứ Năm. Theo người điều hành nhà máy, vụ nổ bất ngờ xảy ra khi công nhân vận chuyển sản phẩm sơ suất làm rò rỉ hóa chất. Còn theo cảnh sát LA, thì van của chiếc bình kim loại đang được đóng gói bất ngờ bị vỡ, rò rỉ hóa chất ra bên ngoài gây nổ lớn và ngọn lửa bùng phát lên. Tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng thứ Năm và một số người dân gần đó cho biết họ ngửi thấy mùi lạ trong không khí. Họ được yêu cầu ở ngay trong nhà đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Vụ này cũng buộc học sinh của trường học tại Glendale Montessori phải trở về nhà sớm.